Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh Phá Thái Vi ha. Hôm nay ta quay trở lại nhà vườn của em Minh Phú, tiếp tục có một lô phôi đã vô chất trồng và sống khỏe quý cô chú anh chị, muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào Phú. Dạ, chào anh Thái và chào cô chú anh chị đang ủng hộ kênh Phá Thái và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Này em có về một lô phôi lô phôi đã lên mầm sống khỏe cho giao lưu với quý cô chú anh chị, giá rẻ luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi, mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị trong clip của ngày hôm nay. Lâu quá rồi mình mới lên giao lưu với cô chú anh chị. Em Đầu xin tiên là mã số 1 ha. Dạ. Em đo thông số của mã số 1. Rồi. Chiều cao, chiều bay 60. Rồi, hoành 15. Tay cành giót ha. Dạ. Cây này nói chung là cây đã lên mầm nhưng mà hôm giờ thời gian lâu quá em mới giật cho nó gọn phôi lại, cho nó nát phôi lại nha quý cô chú anh chị. Mặt thẹo nè, quý cô chú con chị, mặt thẹo mới vừa cắt còn xanh luôn. Cây đã sống khỏe rồi, lên chồi lâu lắm rồi. Rồi, số 1. Mã số 1 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Khi đi là em gửi luôn nguyên chậu như vậy luôn nha quý cô chú anh chị. Về quý cô chú anh chị ghép chơi liền thôi ạ. Cây mã số 2. Rồi. Chiều cao 45. Rồi, cái hoành của nó là 17 luôn quý cô chú anh chị mình ơi. Số nha. Rồi, cây mã số 2 cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, cây mã số 3. Này về mình nuôi bonsai hoặc là mình ghép nè, vẫn dạ. Đẹp quá anh chị, tay cành nè. Dạ. Đóng đều, đóng đều, lên tược đều hết trơn luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi, chiều cao của nó là 45 luôn. Hoành của nó là 14. Ồ, cái này nhỏ mà có vỏ luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 2 vẫn là 150, mã số 3 vẫn là 150k, bao ship toàn quốc luôn ạ. Đây mã số 4. Rồi, chiều cao là 55. Cây này đã vô giá thể chất trồng hết rồi, về quý cô chú anh chị mình chỉ cần nuôi lên thôi. Dạ. Yeah. Cái hoành là 16 quý cô chú anh chị ơi. Mã số 4 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình giá là vẫn là 150k, bao phí ship toàn quốc. Mã số 5. Cây rất là lực luôn. Cây này nãy chưa có giật kịp cho quý cô chú anh chị. Rồi, chiều cao của nó là 70. Cái hoành là 15. Rồi, mã số 5 vẫn có giá là 150k, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Cái mã số 6. Lục lực luôn. Rồi, chiều cao của nó là 45. Hoành 15. Rồi, cái mã số 6. Xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, cây mã số 7. Chiều cao 60. Hoành 15. Cây mã số 7 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Cây mã số 8. Chiều cao 40. Rồi, cái hoành là 13. Rồi, cái mã số 8 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là vẫn là 150k, còn bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Cái mã số 9. Chiều cao của nó là 40. Cái hoành của nó là 16. Rồi, cái mã số 9 này về quý cô chú anh chị mình là nuôi sữa riêng cũng được nha quý cô chú anh chị. Mã số 9 này vẫn có giá là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Cái mã số 10. Chiều cao của nó là 45.
cái hoành của nó là 16. Cái mã số 10 này con xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là vẫn là 150k bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Cái mã số 11. Cao 30. Hoành chữ 2 quý cô chú anh chị là 15. Rồi, cái mã 11 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 12. Chiều cao của nó là 40. Hoành là 16. Rồi, cái mã 12 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Cái mã số 13. Cao 45. Hoành 15. Mã 13 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Cây mã 14. Cao là 30. Hoành là 12. Mã 14 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 15. Rồi, chiều cao là 50. Hoành là 11. Mã 15 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 16. Rồi, chiều cao là 50. Hoành là 15. Mã 16 này con cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 17. Cái củ đế sạch đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Chiều cao 45. Hoành là 15. Rồi, mã 17 này là xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 18. Chiều cao là 35. Hoành là 13. Mã 18 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 150k bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 19. Cao 50. Hoành đo ngay vị trí này đi quý cô chú anh chị. Rồi, hoành ngay vị trí này là 11 ạ. Rồi, mã 19 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Số 20. Này mua dáng quái ha. Dạ. Như con thú à. Chiều cao 50. Cái hoành của nó là 16. Rồi, mã 20 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Lô này nói chung lô này củ nó đều đều đẹp lắm quý cô chú anh chị ơi. Củ đều đều nhau không. Mã 21. Rồi, cao là 45. Hoành là 12.
mã 21 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship tổng quát cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 22. Rồi chiều cao 60. Quanh là 14. Mã 22 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Đường thân quá đẹp quý cô chú anh chị ơi. Mã 23. Rồi chiều cao là 55. Hoành là 13. Mã 23 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Cũng quý cô chú anh chị. Mã 24. Cao 45. Hoành 16. Mã 24 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 25. Rồi, cao 50. Hoành là 12. Mã 25 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 26. Rồi, cao 30. Hoành là 15. Mã 26 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 27. Cao 45. Cái hoành là 15. Rồi, mã 27 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Cao của nó là 40, cao của nó là 45. Hoành là 16. Mã 28 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 29. Rồi, cao của nó là 46. Mã 29 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là quên thôi, hoành cái quý cô chú anh chị. Rồi, hoành 14 hoành luôn. Mã 26 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bảo phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 30. Cao của nó là 30. Cái hoành là 18. Mã 30 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Cao của nó là 45. Cái hoành của nó là 16. Rồi, mã 31 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bảo phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Rồi, mã số 32. Cao 40.
Hoành 16. Mã 32 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 33 cao 40. Cái hoành là 14. Mã 33 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 34 cao 40, hoành của nó là 15. Rồi, mã 34 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 35 cao 40, hoành 14. Mã 35 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 36 cao 40, hoành 16. Mã 36 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 37 cao 40, hoành 12. Mã 37 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 38 cao 45, hoành 15. Mã 38 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 39 cao 40, hoành 14. Rồi, mã số 39 này em cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Số 40 cao 40, hoành 15. Mã 40 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Rồi, mã số 41 cao 40, hoành 15. Rồi, mã 41 này cũng có giá là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Rồi, số 42 rồi, số 42 là cao 50, hoành là 13. Mã 42 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Số 43 cao 40, hoành là 16. Mã 43 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ.
Rồi, mã 44. Cao 40. Hoành 15. Rồi, mã 44 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Rồi, mã 45. Cao 40. Hoành 17. Mã 45 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 46. Cao 40. Hoành là 14. Rồi, mã 46 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Rồi, mã 47, mã số cuối clip của ngày hôm nay. Rồi, cao 60. Rồi, hoành là 13 luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số cuối clip ngày hôm nay cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Rồi, em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và mong được sự ủng hộ quý cô chú anh chị trong clip của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Rồi, hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo ha.